Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tải và tạo cái ví Carnever. Trước hết, quý vị hãy vào App Store hoặc là CH Play. Đó, quý vị vào cái ô tìm kiếm này. Ở cái ô tìm kiếm, quý vị hãy đánh là Carnever. Thì quý vị chọn tiếp cái Carnever App Crypto Wallet này. Rồi quý vị bấm vào cái biểu tượng tải xuống đây này. Quý vị hãy tải nó về. Và quý vị chờ trong giây lát. Sau khi tải xong, quý vị bấm mở luôn. Đây, quý vị cho phép đi. Quý vị hãy tích vào cái dấu đây này để bật nó lên, đồng ý này. Rồi, quý vị bấm tiếp là Continue. Lần đầu quý vị tạo ví thì quý vị hãy bấm là Crypto Wallet đây này. Đó. Quý vị hãy đặt cái mã pin. Rồi, quý vị xác nhận lại mã pin một lần nữa. Ok, đây là cái ký tự 12 bài bắt key. Cái này quý vị phải viết ra giấy hoặc lưu lại. Và tuyệt đối không để cho ai biết. Cái này rất quan trọng đó nha. Đó, quý vị lưu bằng cách nào thì lưu. Và quan trọng nhất là không để lộ cái này. Rồi, sau khi lưu xong quý vị bấm vào I have này. Write it down. Rồi quý vị hãy xác nhận lại 12 cái ký tự và quý vị vừa lưu. Ok, sau khi quý vị xác nhận lại chính xác thứ tự của 12 cái ký tự thì quý vị bấm Verify này. Rồi, quý vị chọn OK đi. Ở cái ô này, quý vị hãy nhập cái mã giới thiệu là Q này, O này, 3 này, N này, Z này, T. Rồi quý vị bấm vào Confirm. Nó sai, không phải. Q này, QO này, Q0 này, 3, N này, Z, T. Quý vị bấm Confirm này. Rồi, ở đây quý vị hãy bật cái chức năng là bảo mật bằng vân tay lên. Ok, vậy là quý vị đã tạo xong cái ví Carnever. Thì hiện tại cái ví này nó đang chạy trên nền tảng Tron. Đó, quý vị tải xong, quý vị cũng sẽ có một cái đường mã giới thiệu. Đây, quý vị vào cái biểu tượng ở góc dưới màn hình đây này. Quý vị tìm đến cái phần Invite Friend đây này. Thì quý vị cũng sẽ có một cái mã giới thiệu. Đó, đây. Thì quý vị chia sẻ cái mã này. Và họ giao dịch nạp rút trên cái ví này thì quý vị cũng sẽ có được cái phần thưởng.
Và phần thưởng bao nhiêu thì KTV cũng không có để ý cho lắm. Rồi, vậy là KTV và quý vị đã tạo xong một cái ví K-Never. Và KTV xin kết thúc video tại đây.